trình kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, suốt cả cuộc đời đấu tranh cách mạng hết sức dễ dàng của mình, Bác Hồ kính yêu đã dành biết bao tâm sức, trí tuệ và tình cảm lớn lao cho sự nghiệp bồi dưỡng, đào tạo các thế hệ thanh niên nước ta thành những người có đức có tài, phấn đấu quên mình vì độc lập tự do của Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931, 26 tháng 3 2022, trong chương trình kết nối tri thức ngày hôm nay, xin được giới thiệu đến quý vị khán thính giả cuốn sách Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Sách khái quát về tình hình thanh niên nước ta trong mấy năm đầu bước vào thế kỷ 21, tính toàn diện và hệ thống về giáo dục và bồi dưỡng đạo đức cách mạng trong tư tưởng của Bác Hồ. Bác Hồ với vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và bồi dưỡng đạo đức cách mạng trong mối quan hệ với giáo dục toàn diện trong năm điều Bác Hồ dạy thanh niên. Các bạn thân mến, thanh niên là tương lai của đất nước, là lực lượng tiên phong, chủ lực trong việc thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu của bất cứ một quốc gia dân tộc nào. Nói về vai trò của thanh niên, từ ngàn xưa, ông cha ta đã ví tuổi trẻ là mùa xuân của nhân loại, và một năm khởi đầu từ mùa xuân, cuộc đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Không chỉ nhìn nhận thanh niên là một lực lượng to lớn và mạnh mẽ, Hồ Chí Minh còn khẳng định thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên. Bởi vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nhắc nhở các cấp bộ đảng, chính quyền, các đoàn thể phải chú ý chăm lo giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ. Trong bản di chúc trước lúc đi xa, người đã dặn dò, đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa hồng vừa chuyên. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết. Theo Bác, để thanh niên xứng đáng là những người chủ tương lai của đất nước, là những cán bộ kế cận của Đảng, phải giáo dục bồi dưỡng cho thanh niên có phẩm chất đạo đức và năng lực, có tài có đức, vừa hồng vừa chuyên. Vì vậy, người yêu cầu thanh niên phải tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập để nắm lấy tri thức, bồi dưỡng ý chí, nghị lực và tinh thần cách mạng, phục vụ Tổ quốc. Cùng với việc yêu cầu thanh niên tự rèn luyện, tu dưỡng, học tập, phấn đấu, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Đảng ta phải có trách nhiệm chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo thanh niên. Nội dung giáo dục bồi dưỡng cho thanh niên trước hết là giáo dục đạo đức cách mạng, bởi vì theo Hồ Chí Minh, làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất dễ dàng, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng dễ dàng. Xuất phát từ quan điểm thanh niên là thế hệ kế cận, là đội dự bị của Đảng, để thanh niên trở thành những cán bộ có đức có tài, Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình và xã hội phải quan tâm giáo dục thanh niên về đạo đức, đồng thời đối với mỗi thanh niên phải rèn luyện tư chất thông qua việc xử lý ba mối quan hệ đối với mình, đối với người và đối với công việc. Trong quan hệ với người, cụ thể là quan hệ với cấp trên và cấp dưới, chớ nịnh hót người trên, chớ xem khinh người dưới. Thái độ phải chân thành, khiêm tốn, phải thật thà, đoàn kết, phải học người và giúp người tiến tới. Đặc biệt trong quan hệ với nhân dân phải hết sức chú ý. Hồ Chí Minh nói, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Hồ Chí Minh căn dặn, khi trở thành cán bộ phải luôn nhớ rằng, mình, người lãnh đạo là công bộc của nhân dân,
chứ không phải là quan cách mạng, không phải để đe đầu cởi cổ nhân dân. Đối với Diệt, để Diệt công lên trên, lên trước, Diệt tư, Diệt nhà, đã phụ trách việc gì thì quyết làm cho được, cho đến nơi, đến chốn, không sợ khó khăn, nguy hiểm. Việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm, việc ác thì dù nhỏ mấy cũng tránh. Mỗi ngày cố làm một việc có lợi cho nước, cho dân. Với Diệt, khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước. Khi hưởng thụ thì mình nên đi sau, phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ. Trong việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng của thanh niên, Hồ Chí Minh chỉ dạy cụ thể đó là lý tưởng sống vì Tổ quốc, vì nhân dân, kiên quyết vượt qua mọi khó khăn thử thách, luôn xung phong gương mẫu trong mọi công việc, hoàn thành mọi nhiệm vụ, thực hiện khẩu hiệu đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, và đâu đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên làm. Hồ Chí Minh căn dặn mỗi người thanh niên phải luôn suy nghĩ về nhiệm vụ của mình trước Tổ quốc, trước nhân dân. Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã làm cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà. Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn. Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào. Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, để thanh niên có phẩm chất vừa hồng vừa chuyên, trước hết là trách nhiệm của đảng, của tổ chức đoàn thanh niên và các thế hệ đi trước, phải thường xuyên quan tâm tới thanh niên. Giáo dục đạo đức cho thanh niên với tư cách là người lãnh đạo, đảng phải sâu sát phong trào thanh niên, kịp thời biểu dương những việc làm tốt, những hành động anh hùng, dũng cảm, sáng suốt của họ, luôn nhấn mạnh vai trò xung kích đi đầu của thanh niên trong hành động cách mạng, phát huy vai trò của tổ chức đoàn thanh niên cộng sản. Đoàn là người trực tiếp giúp đảng giáo dục chủ nghĩa cộng sản cho thanh niên, dẫn động thanh niên đi theo lý tưởng của đảng. Đoàn còn lôi cuốn tập hợp đông đảo thanh niên xung phong thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng giao phó, được tổ chức đoàn dìu dắt giúp đỡ, thanh niên không ngừng rèn luyện phấn đấu vươn lên, xứng đáng là lực lượng kế thừa sự nghiệp cách mạng của đảng. Thông qua hoạt động, tổ chức đoàn phát hiện và giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho đảng. Như vậy, đoàn thanh niên là nguồn bổ sung lực lượng cho đội ngũ của đảng, những người trẻ khỏe, điều đó làm cho đảng càng đông và càng mạnh. Có thể nói, vị trí vai trò của thanh niên đã sớm được khẳng định trong lịch sử đấu tranh cách mạng của đất nước, nhưng điều đó không phải là bất biến, cho nên phải tiếp tục giáo dục đạo đức cho thanh niên để thế hệ trẻ tiếp nối lý tưởng và con đường mà lớp cha anh đã lựa chọn. Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên là công việc khó khăn, phức tạp, lâu dài và hệ trọng. Mỗi cán bộ đảng viên và các thế hệ đi trước không chỉ truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức lý luận mà phải thực sự là những tấm gương trong mọi lĩnh vực công tác và trong cuộc sống để thanh niên học tập noi theo. Trong tình hình hiện nay, do tác động của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và mặt trái của kinh tế thị trường, còn một bộ phận thanh niên đang mãi mê theo đuổi những giá trị vật chất thấp kém, tầm thường mà quên đi trách nhiệm, nghĩa vụ lớn lao của mình đối với Tổ quốc, với non sông đất nước. Thói quen đua đòi, hưởng lạc, chạy theo những thói hư tật xấu, những tệ nạn xã hội và cả những tấm gương xấu. Họ đang bị sa vào những thú vui trụy lạc, cuộc sống theo lý tưởng, không có niềm tin, không có sự định hướng một cách đúng đắn. Vì vậy, tăng cường công tác giáo dục đạo đức cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết và quan trọng. Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên để họ kế thừa lý tưởng của các thế hệ cha anh, biến lý tưởng cách mạng thành ý chí cách mạng, thành động lực tinh thần mạnh mẽ, đánh bại âm mưu tuyên truyền kích động của thế lực thù địch, tích cực học tập, lao động sáng tạo, chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa Việt Nam trở thành quốc gia công nghiệp phát triển trên thế giới. Đối với những thanh niên sinh viên, những người còn đang học tập, nghiên cứu trong nhà trường, đảng chỉ đạo coi trọng bồi dưỡng cho học sinh sinh viên khát vọng mãnh liệt xây dựng đất nước giàu mạnh, gắn liền lập nghiệp bản thân với tương lai của cộng đồng, của dân tộc, trao dồi cho học sinh sinh viên bản lĩnh, phẩm chất và lối sống của thế hệ trẻ Việt Nam hiện đại. Điều đó thể hiện rõ ở sự quan tâm của đảng, nhà nước đối với những nhu cầu nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ, đồng thời xây dựng chủ trương, chính sách, kế hoạch cụ thể cho đoàn viên thanh niên, tạo môi trường học tập, rèn luyện, lao động, học tập, công tác thuận lợi cho thanh niên để họ phát huy được năng lực,
khả năng sáng tạo và sức trẻ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quý vị thân mến, cuốn sách Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên đang có tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.